Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay chúng ta sẽ có một trận tâm ma quý đến từ server 649. Và cái trận tâm ma hôm nay được chia sẻ với một người anh em, đó là Nguyễn Hoàng. Tâm ma quý nha anh em ơi. Và hiện tại chúng ta chỉ có 20 team trong bản đồ tâm ma. Phải nói là anh em rất may mắn, bởi vì chúng ta không có những cái giao tranh đầu tiên. Và đội hình của mình khá là đẹp trong cái trận tâm ma hôm nay. Chúng ta sẽ có hai một phái hệ kim, Thiếu Lâm và Dương Môn, kèm theo một huyền thủy để hỗ trợ cho các một phái này, rất tuyệt vời luôn em ơi. Như vậy chắc chắn trong bản đồ này sẽ có 5 khu vực rất trống, và không biết anh em đã check map như thế nào rồi. Đó, kiếm nhẹ các cái khu nào nó yếu bóng vía, yếu khả năng hồi máu chúng ta up. Và như vậy là đội hình của mình đã di chuyển về khu vực số 13, bên này có Tiêu Dao. Rồi, những môn phái tiếp theo đó là Dương Môn, Minh Giáo. Minh Giáo đã mất rất nhiều máu, Dương Môn đã nhảy thành công về khu vực số 12. Như vậy là Minh Giáo cũng đã thoát thành công về khu vực số 14. Rất tiếc là Tiêu Dao đã không thoát khỏi. Như vậy là khu vực số 13 đã biết được chúng ta có giao tranh anh em ạ. À. Và họ đã di chuyển sang rồi. Tiêu Dao, Côn Lôn và Minh Giáo. Như vậy buộc lòng chúng ta phải rút lui về, và bên này lại có Minh Giáo nữa. Rồi Minh Giáo lại tiếp tục bị khống chế, lần này Minh Giáo có chạy được hay không? Và Minh Giáo đã bật quỷ thiên để thoát thân thành công. Wow, bắt đầu mình đã thấy được cái nhiệt của trận tâm ma rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta phải cố gắng ôm farm và chờ hồi máu. Như vậy là đã có hai đội lên bài điểm số rồi anh em ơi. Hiện tại chúng ta đã giảm đi hai đội trong bản đồ tâm ma này. Với một mình huyền thủy thì không thể nào búp kịp được cho cả Thiếu Lâm và Dương Môn. Trận này anh em phải cố gắng sinh tồn cho đến vòng số 2 anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp tục đây? Vẫn tiếp tục farm, huyền thủy sắp hồi đầy máu rồi anh em ơi. Có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Rồi, một viên máu cho Thiếu Lâm luôn. Và lần này anh em lại tiếp tục di chuyển về khu vực số 13. Có lẽ mọi người muốn về thương nhân anh em ơi. Đúng rồi, chúng ta đã di chuyển về thương nhân và cần lắm một quyển hàng lồng côn. Rồi, bán tất cả các tài nguyên để anh em trang bị bí kíp nha. Hình như là ở khu vực số 4 có một thành viên vừa di chuyển lên. Chúng ta còn 15 đội, trận tâm ma vẫn trôi qua với những giây phút. Và có Minh Giáo bên này anh em ạ. Đây là một Minh Giáo full máu, không biết Minh Giáo này của team nào đây. Như vậy ở khu vực số 12 chắc chắn chỉ còn một mình Minh Giáo, hoặc là cái team Minh Giáo Tiêu Dao cùng luôn. Chuẩn bị có ảo tượng xuất hiện. Thông thường tâm ma quý thì anh em đánh rất cẩn thận. Và chúng ta đã khống chế được Minh Giáo rồi anh em ơi. Đó là team Minh Giáo, Tiêu Dao và Cung Lôn. Rồi tiếp tục. Đây, tiếp tục khống chế Cung Lôn. Quá tuyệt vời. Cung Lôn đã nhảy, và chúng ta có di chuyển sang hay không? Không rồi anh em ạ. Như vậy là ảo tượng đã xuất hiện. Một cái ảo tượng tại khu vực số 2. Bây giờ đội hình của chúng ta chưa hồi được kỹ năng, và anh em quyết định di chuyển về khu vực số 12. Cùng luôn đã thoát thành công. Có một cái tấn công kìa anh em ơi. Hình như là anh em huyền thủy đã ăn rồi. Đấy rồi, Tiêu Dao và Cùng luôn cả Minh Giáo nên em ạ. Đây là cái team lúc nãy có mặt tại khu vực số 3. Và chúng ta đã khống chế được Cùng luôn rồi. Minh Giáo và Tiêu Dao đã thoát thành công. Lần này Cung Lôn rất khó thoát anh em ơi, bởi vì đã lăn liên tục, tiếp tục những đòn khống chế từ phía vị trí của Dương Môn và Thiếu Lâm. Rồi như vậy là Cung Lôn hết chạy, với những cái khả năng gây bị thương thì rất khó chịu. Như vậy là theo tình hình như thế này thì chắc chắn là team chúng ta sẽ không di chuyển về ảo tượng. Nói chung tâm ma quý anh em đánh cẩn trọng, do đó mình sẽ hạn chế giao tranh ảo tượng nha. Trừ khi là team anh em gọi là quá hổ báo và chúng ta đứng gần ở những khu vực có ảo tượng thì bắt buộc anh em sẽ phải mở ảo tượng. Và Thiếu Lâm đã có được quyển bí kíp hàng lông côn, một quyển bí kíp sơ rồi anh em ơi. Vẫn còn 13 đội trong bản đồ tâm ma. Bây giờ chúng ta đã mua hết bí kíp tại thương nhân bên này. Tiếp tục đó là Tiêu Dao. Tiêu Dao có bào kích, có cả huyền thủy nên anh em ơi. Đây là một team khác có cả Tiêu Dao huyền thủy, có cả Minh Giáo nữa. Và lần này ai sẽ là người lên bảng điểm số đây? Minh Giáo là mục tiêu công kích của chúng ta, và chắc chắn Minh Giáo đã lên bảng điểm số. Tiếp tục là huyền thủy, không thoát được luôn em ơi. Quá đen. Tình huống đó huyền thủy có khả năng thoát được, nhưng có lẽ huyền thủy vẫn quyết định cover cho Minh Giáo, nhưng kết quả là không thành công.
Rồi, tiếp tục hồi máu thôi. Chúng ta vẫn còn 1 phút của vòng số 1 và lại có một cái bạo kích cho anh em nữa. Quá thơm, tài nguyên rất nhiều. Mình cứ đánh chắc vòng số 1 trước đây anh em ơi. Vòng số 1 phải nói là các team úp nhau cũng khá là căng. Chúng ta vẫn còn 13 đội anh em ạ. Như vậy là cái team tiêu dao vẫn còn tiêu dao còn sống. Và lại có một cái quần thể kim cang. Bây giờ anh em sẽ di chuyển về đâu? Và chúng ta có một minh giáo bên này. Rất nhiều minh giáo mà một lần nữa chúng ta đã kết thúc thêm một minh giáo nữa anh em ạ. Mà theo thống kê của mình là từ đầu trận đến giờ chúng ta đã kết thúc ít nhất là 3 minh giáo. Phải nói minh giáo gặp các môn phái hệ kim rất khó chịu. Đặc biệt là ở vòng số 1 minh giáo rất yếu. Do đó anh em hãy tận dụng cái thời cơ này, chúng ta kết thúc được càng nhiều minh giáo càng tốt. Chứ mà anh em để sang vòng số 2 thì minh giáo nó sẽ mạnh lên. Rồi một thiên vương nữa. Đây rồi, thiên vương đã bị đóng băng, bị đẩy và thiên vương đã lên 7 em anh ơi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc vòng số 1 tại đây. Hết sức căng thẳng và như vậy chúng ta vẫn còn 10 đội trong bản đồ tâm ma này để chuyển sang vòng số 2. Và dòng vòng số 2 bắt đầu anh em ạ. Thiên vương lại một lần nữa bị bắt rồi. Và chúng ta đã khống chế được thiên vương. Thiên vương tiếp tục lên quần thể kim cang. Và thiên vương đã thoát thành công về khu vực số 6. Bây giờ thương nhân đang có mặt tại khu vực số 3. Chắc chắn là chúng ta sẽ di chuyển về khu vực này anh em ạ. Tiêu dao đang bị thương kìa anh em ơi. Nhưng mà anh em rất tiếc đã không thấy tiêu dao bị thương. Quá đáng tiếc. Số tiêu dao vẫn còn rất lớn nha. Chúng ta đang chờ đồ ăn xuất hiện và có quần thể kim cang, chắc chắn khu vực số 3 sẽ là mục tiêu đến của chúng ta. Rồi rồi, chơi nó trước anh em ơi. Đúng rồi, nhảy qua luôn, gom lại, khống chế được huyền thủy, võ đan ở trên nữa kìa anh em ạ. Võ đan chạy xuống làm gì đây? Bắt nó lại, đúng rồi, võ đan đã khiêu khích nhưng thiếu lầm chúng ta đang búp bự thì không bị khống chế. Tiếp tục là dương môn khống chế, võ tiếp tục anh em ơi. Tiếp tục đánh vào huyền thủy. Ây da, nó chạy được rồi. Một phát đại lực kim cang chỉ. Và huyền thủy đã nhảy kinh công thành công. Chúng ta tiếp tục không anh em? Vẫn còn đánh anh em ơi. Wow, một team khác gồm cả thiên vương và tàng kiếm. Như vậy là đội hình của mình buộc lòng phải rút về khu vực số 3. Khá căng thẳng. Rồi chụp ngay một quyển tăng cấp ekip và chúng ta thoát về khu vực số 4 luôn em ạ. Thoát khỏi khu vực giao tranh này càng sớm càng tốt. Hết sức căng thẳng tình huống lúc nãy, nếu mà Dương Môn và Huyền Thủy chúng ta nhanh chân thì có lẽ là mình đã kết thúc được Huyền Thủy. Bây giờ thì Thiếu Lâm đã có được quyển bí kiếm hồi máu cho riêng mình, thì Huyền Thủy chỉ việc búp cho Dương Môn. Rồi, mình vẫn đang thọt lực chiến rất nhiều nha anh em ơi, bởi vì lúc nãy giờ chúng ta chưa có nhiều tài nguyên. Giao trình rất nhiều nhưng chúng ta không có nhiều điểm hạ gục. Bởi vì các môn phái chúng ta vẫn chưa có nhiều sát thương và chúng ta đã kết thúc thêm được một cái bang nữa. Phải nói là công lao của Huyền Thủy rất lớn và bên này lại có team, đó là Dương Môn anh em à. Có cả Thiên Vương và Huyền Thủy. Rồi, bắt ai đây? Hai môn phái đội bàn đã lên 7x rồi và chúng ta quyết định đuổi theo họ đã di chuyển về đâu. Rất khó đoán. Có lẽ là khu vực số 22. Ôi vô luôn anh em ơi. Không có rồi, như vậy có lẽ họ đã di chuyển về khu vực số 9. Phải nói đội hình chúng ta toàn là những môn phái rất trâu, cực kỳ trâu và rất khó chết. Với sự hỗ trợ thuẫn của Huyền Thủy và Dương Môn nữa, phải nói là Thiếu Lâm cực kỳ trâu. Và một cái khống chế nữa và chắc chắn tàn kiếm hết chạy. Quá đen cho tàn kiếm nha. Wow, và bản đồ tâm ma chúng ta hiện tại chỉ còn có 5 đội. 5 đội thôi anh em ơi. Và chắc chắn lần này chúng ta sẽ mở ảo tượng, bởi vì team chúng ta đã quá mạnh rồi. Chúng ta còn 4 đội trong bản đồ tâm ma. Rồi sau khi mở ảo tượng có lẽ là chúng ta sẽ nhanh chân di chuyển thẳng về khu vực số 6 anh em ạ. Đây kèo Huyền Thủy Dương Môn. Rồi Thiếu Lâm chúng ta bật búp bự lên anh em ơi. Và di chuyển thẳng về khu vực số 9 luôn. Đội bạn vẫn còn bên đây có cả võ đan nữa. Giao tranh liên tục lại tiếp tục xảy ra anh em ạ. Võ đan chắc chắn sẽ lên bài điểm số. Một môn phái võ đan. Chúng ta có hai cái bộ kích đánh rất đau. Và sau cuộc giao tranh đó thì team chúng ta đã quyết định quay trở lại khu vực số 8 để bảo toàn lực lượng.
Như vậy là chúng ta còn 3 đội trong bản đồ tầm ma, trong đó vẫn còn một huyền thủy, một dương môn. Chúng ta đánh quá chắc kèo. Và phải nói là đội hình chúng ta rất trâu anh em ạ. Tiếp tục có giao tranh. Wow, đây là một team 3 anh em ơi. Và lần này Thiếu Lâm đã búp bự lên được rồi. Phải cố gắng kết thúc huyền thủy trước. Và huyền thủy đã lên bảng điểm số. Vẫn tiếp tục là giao tranh. Như vậy là Thiên Vương và Dương Môn đã thoát thành công. Rồi, anh em di chuyển thẳng về khu vực số 22 để chúng ta tiếp tục farm. Nhẹ nhàng từ từ thôi anh em ơi, bởi vì team kia đã mất huyền thủy rồi, chỉ còn Thiên Vương và Dương Môn thì chắc chắn họ sẽ không chơi lại chúng ta. Anh em thấy là đội hình bên kia cũng có hai môn phái hệ kim và một môn phái hệ thủy. Nhưng mà bên chúng ta nhanh tay hơn anh em ạ, đã khống chế được team đội bạn. Đó, bởi vậy tâm ma này anh em nào mà nhanh tay lẹ mắt thì tỷ lệ sống rất cao. Còn anh em nào mà chậm tay thì có lẽ là cũng hơi vất vả nha. Rồi, búp máu cho Dương Môn đi anh em ạ. Dương Môn cắn máu nhiệt tình vô anh em ơi. Và tình hình này thì không biết có team nào ăn boss hay không anh em ơi. Bởi vì ngoài cái team Dương Môn ra, chúng ta vẫn còn một team khác và mình không biết đó là những môn phái gì. Nếu như một team 3 thì cũng vất vả và chúng ta lại có Dương Môn ở đây rồi. Nhưng mà chúng ta đã bị lọn anh em ơi. Rồi, Dương Môn cũng đã bị lọn. Tiếp tục, Dương Môn chúng ta đã lao vào để khống chế nhưng đội bạn đã lên 7x. Rất đáng tiếc tình huống đó, ai cũng bị lọn. Quả đen. Tí nữa là chúng ta có điểm hạ gục với Dương Môn. Nhưng mà chỉ có một mình Dương Môn khu vực số 8 thì có lẽ là Thiên Vương cũng đã lên bảng điểm số. Và bây giờ các thành viên chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 6 và cả khu vực số 7. Bên này ảo tượng vẫn còn luôn anh em ơi. Một chuyện gì đó đã xảy ra. Như vậy có lẽ là theo mình nghĩ chúng ta nên mở tượng và anh em cứ việc nhặt rương nhẹ nhàng chuẩn bị cho vòng số 3 anh em ạ. Bạo kết, chúng ta có một Thiên Vương ở đây. Wow. Mình đang thắc mắc đó là Thiên Vương chung team với Dương Môn hay là một Thiên Vương khác anh em ơi. Và bây giờ chúng ta đang có ưu thế rất lớn, đó là chúng ta đã còn 3 thành viên. Đây rồi, Dương Môn và Thiên Vương đã úp sàn chúng ta rồi. Nhưng mà Thiếu Lâm đã búp bự được rồi và hút được Dương Môn. Rồi, Thiên Vương xoay trùy rất nhiều anh em ơi. Và bây giờ Thiên Vương không chạy, có lẽ Thiên Vương sẽ chết. Chúng ta đã hồi đại lực kim can chỉ. Tiếp tục chỉ nhưng mà không có mục tiêu để chỉ. Rất đáng tiếc, tiếp tục đuổi theo luôn. Và Thiên Vương đang xoay trùy, đừng khống chế nữa anh em ơi. Nó đang miệng khống chế. Như vậy là Thiên Vương đã nhanh chân lên ngựa thoát về khu vực số 3. Chúng ta vẫn tiếp tục đuổi theo anh em ạ. Rồi, đây là cái team cuối cùng chăng? Đó chính là Dương Môn. Rất nhiều hệ kim trong bản đồ tâm ma này. Phải nói là cái một phát hệ kim đang dần bá đạo. Và chúng ta có hai thành viên ở đây. Một phát gươm hụt và khống chế được Thiên Vương tiếp tục đánh thường anh em ơi. Và như vậy chúng ta sẽ kết thúc được Thiên Vương. Như vậy Thiên Vương bị kết thúc mà vẫn còn ba đội. Thì Thiên Vương nó chung team với cái môn phái Dương Môn kia. Ủa vậy còn một phái nữa là phái gì anh em ạ? Không lẽ là một Dương Môn lẻ? Rất có thể nha. Quá hay nè mời. Đây rồi, khống chế lần này Dương Môn có thoát được hay không? Bây giờ anh em di chuyển về khu vực số 6 chặn đầu nó luôn. Hết chạy anh em ạ. Một cái đại lực kim can chỉ. Ây, cái đó mà mình chỉ là mình trúng được rồi. Rất tiếc chúng ta đã gươm hụt. Ây, và lần này nó vẫn còn một cái bí kíp nữa. Rồi xong, hết chạy anh em ơi. Và chúng ta đã kết thúc được một Dương Môn nữa. Phải nói là Thiếu Lâm khi được chơi game và đi chung với các môn phái hỗ trợ búp giáp như thế này là Thiếu Lâm cực kỳ trâu. Và bây giờ chúng ta chỉ còn một đội duy nhất trong bản đồ tâm ma. Và các thành viên chúng ta đang bị khống chế, đó là Huyền Thủy. Đúng là một còn một Dương Môn nữa anh em ạ. Rồi bây giờ có lẽ là các thành viên chúng ta cần phải bảo kê Huyền Thủy nha anh em ơi. Một thành viên bảo kê Huyền Thủy. Đấy đấy, một thành viên đuổi theo là được rồi. Đúng rồi anh em ạ, chặn đầu. Đứng lại xuống ngựa. Ê, nó chạy xuống rồi kìa anh em ơi. Huyền Thủy lại bị bắt tại khu vực số 1. Và như vậy là Huyền Thủy đã lên bảng điểm số. Dương Môn bên kia cũng rất hay anh em ạ. Nhưng mà mình thấy ở khu vực số 2 có một cái quần thể kim cang đó nha anh em ơi.
Rất đáng tiếc là Huyền Thủy chúng ta đã không kịp hồi máu. Phải nói là công lao của Huyền Thủy đã hỗ trợ cho hai môn phái Hệ Kim từ đầu trận đến giờ rất nhiều anh em ơi. Búp máu liên tục, búp giáp liên tục và hỗ trợ khắc chế những môn phái như là Minh Giáo. Rồi, lại tiếp tục có quân thể Kim Cang, nhưng Huyền Thủy yên tâm, chúng ta vẫn còn hai môn phái Hệ Kim ở đây và chắc chắn trận tâm ma này chúng ta sẽ giành được sự áp đảo. Ảo tượng lại xuất hiện nữa rồi, và bây giờ chúng ta tiếp tục tản ra để tìm Dương Môn. Anh em có thể tách ra nha anh em ơi, bởi vì chúng ta đang full máu thì anh em sẽ lợi thế hơn rất nhiều. Ấy, chúng ta búp bự trước thì sẽ ổn áp hơn. Như vậy là đội bạn đã di chuyển về khu vực phía dưới rồi anh em ạ. Bây giờ cái địch đang ở trong tối, chúng ta đang ở ngoài sáng. Wow, như vậy là Dương Môn lại một lần nữa mở được cao tượng tại khu vực số 6. Rất thơm luôn anh em ơi. Phải nói là lù lù rình rất hay. Rồi, lần này đã bị khống chế rồi. Liệu là bạn có chạy được hay không? Mất rất nhiều máu, rất đau. Chúng ta có bào kích. Và như vậy là có lẽ trận tâm ma sẽ kết thúc tại đây luôn anh em ơi. Quá tuyệt vời. Phải nói là một trận tâm ma quý rất hay đúng không anh em ạ? Team chúng ta đánh cực kỳ chắc. Và như vậy là trận tâm ma đến đây đã kết thúc. Nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn lại anh em ở những video sau.